Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 22 tháng 4, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái phối hợp với Ngân hàng Công Thương Vietinbank tổ chức hội nghị thúc đẩy hoạt động xuất khẩu năm 2022. Yên Bái hiện có khoảng 74 doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu trực tiếp đến khoảng 50 thị trường như Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Mỹ. Trong đó, nhóm công nghiệp chế biến khoáng sản và nhóm hàng may mặc là nhóm hàng hóa chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu xuất khẩu của tỉnh. Mặc dù chịu tác động bởi dịch COVID-19, nhưng giá trị xuất khẩu của tỉnh quý 1 năm 2022 đạt trên 62 triệu đô la, bằng 22% kế hoạch năm, tăng 24% so với cùng kỳ. Tại hội nghị, các đại biểu đã làm rõ một số lợi thế, tiềm năng xuất khẩu của tỉnh, đồng thời chỉ ra một số hạn chế, khó khăn, thách thức trong hoạt động xuất khẩu hiện nay. Như công tác xúc tiến thương mại xuất khẩu chưa được đẩy mạnh, các mặt hàng nông lâm sản xuất khẩu còn gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận thị trường, có yêu cầu cao về chất lượng và an toàn thực phẩm. Một số đại biểu cũng kiến nghị có biện pháp giúp doanh nghiệp xuất khẩu nâng cao năng lực trong công tác cảnh báo, phân tích, tình hình tăng trưởng xuất khẩu, nguy cơ bị điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại để bảo vệ hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Để thúc đẩy hoạt động xuất khẩu, tỉnh Yên Bái sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao. Để nâng cao năng suất lao động, có chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào các dự án sản xuất theo chuỗi từ sản xuất nguyên liệu đến chế biến và xuất khẩu để kiểm soát chất lượng sản phẩm hàng hóa và nâng cao giá trị xuất khẩu. Tăng cường tuyên truyền phổ biến kiến thức chuyên sâu về các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới về những thay đổi trong chính sách. Cùng với đó tập trung hỗ trợ vốn cho xuất khẩu, gia tăng các chính sách tín dụng từ các ngân hàng thương mại, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án cơ sở tầng, các dự án trong cụm khu công nghiệp. Ngày 22 tháng 4, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Yên Bái, Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh phối hợp với Trung tâm nghiên cứu địa tin học, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên tổ chức hội thảo khoa học ứng dụng công nghệ số trong công tác dự báo thời tiết, cảnh báo và thống kê thiệt hại do thiên tai. Tại buổi hội thảo, đại diện Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Yên Bái được thông tin về tình hình thời tiết ở Yên Bái trong những năm gần đây. Việc xây dựng hệ thống thông tin thời tiết và cảnh báo thiên tai các huyện phía Tây của tỉnh Yên Bái. Trước diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu, mưa lớn cục bộ, dông lốc, mưa đá, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, nắng nóng diện rộng kéo dài, nắng nóng cục bộ, rét đậm, rét hại diễn ra thường xuyên. Vì vậy, nghiên cứu khoa học điều tra khảo sát các điểm sạt lở trên địa bàn 4 huyện phía Tây của tỉnh Yên Bái là rất cần thiết, trong đó có xây dựng cơ sở dữ liệu thời tiết và cảnh báo thiên tai, xây dựng các phần mềm ứng dụng trên điện thoại thông minh về cung cấp thời tiết và cảnh báo thiên tai trực tuyến, cập nhật thiệt hại sau thiên tai từ cấp xã, tự động tổng hợp cấp huyện để giúp người dân nhằm ứng phó kịp thời, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. Huyện Lục Yên vừa khánh thành công trình đường Liễu Đô Vĩnh Lạc Minh Tiến. Đây là một trong những công trình phần việc ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2022 và 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Lục Yên, 22 tháng 4 năm 1947, 22 tháng 4 năm 2022. Thiết thực triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lục Yên lần thứ 22, chương trình phối hợp giữa Ủy ban nhân dân huyện với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trọng tâm là vận động nhân dân hiến đất, cây cối, vật kiến trúc làm đường giao thông. Sau khi được tuyên truyền vận động, 176 hộ dân của 3 xã có tuyến đường Liễu Đô Vĩnh Lạc Minh Tiến đi qua đã đồng thuận tự nguyện hiến trên 27.000 m² đất, chặt bỏ trên 6.600 cây cối các loại, tháo dỡ đập bỏ 1.500 m² tường rào, sân bê tông, trụ cổng để nhà thầu thi công tuyến đường thuận lợi nhanh chóng. Tuyến đường có tổng chiều dài 5 km, tổng kinh phí trên 41 tỷ đồng. Hoàn thành sớm hơn dự kiến hơn 3 tháng, góp phần tạo thuận lợi cho người dân đi lại, là tiền đề để ba xã Liễu Đô, Vĩnh Lạc, Minh Tiến và các xã lân cận bứt phá vươn lên. Hiện nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ đang tích cực triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng để hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác vượt qua khó khăn do dịch COVID-19. Góp phần phục hồi và phát triển kinh tế theo nghị quyết số 11 của Chính phủ. Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ đã kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã ban hành văn bản chỉ đạo các xã phường, các phòng ban, hội đoàn thể chính trị xã hội rà soát nhu cầu vay vốn của các nhóm đối tượng ưu tiên theo nghị quyết số 11 của Chính phủ. Qua rà soát năm 2022, nhu cầu vay vốn của 4 nhóm đối tượng ưu tiên trên địa bàn thị xã là trên 35 tỷ đồng.
trong đó chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là gần 430 hộ với số vốn 30 tỷ đồng. Chương trình cho vay để mua nhà ở xã hội trên 3,2 tỷ đồng. Riêng hai chương trình cho vay đối với học sinh sinh viên để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến và cho vay phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, mỗi chương trình có nhu cầu vốn trên 1 tỷ đồng. Ngay khi được phân giao vốn của chính phủ, Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ sẽ triển khai cho vay đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng thụ hưởng, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng. Với nhiều giải pháp tích cực trong đầu tư xây dựng, tính đến cuối tháng 4 năm 2022, Văn Chấn là địa phương đang dẫn đầu khối các huyện thị xã thành phố về tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, với tỷ lệ giải ngân đạt 60% kế hoạch vốn được giao. Năm 2022, huyện Văn Chấn triển khai 54 công trình xây dựng cơ bản, bao gồm cả những công trình chuyển tiếp từ năm 2021 với tổng mức đầu tư trên 442 tỷ đồng. Riêng kế hoạch vốn giao năm 2022 là trên 76 tỷ đồng. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết mưa nhiều, giá cả nguyên vật liệu, phục vụ các công trình xây dựng tăng cao, gây khó khăn cho việc thi công. Song huyện Văn Chấn chỉ đạo các phòng chuyên môn, các xã thị trấn tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng, nhanh chóng bàn giao mặt bằng sạch để triển khai dự án. Đôn đốc hoàn thiện hồ sơ các dự án còn chậm, thường xuyên họp với các nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời có kế hoạch thanh toán các nguồn vốn theo đúng cam kết giải ngân với Ủy ban Nhân dân tỉnh. Với những giải pháp tích cực, đến nay huyện Văn Chấn là địa phương có kết quả giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt cao nhất trong khối các huyện thị, tỷ lệ giải ngân đạt 60%, tương đương số vốn gần 46 tỷ đồng. Đã có 4 trên 17 công trình được khởi công mới, các công trình còn lại đang hoàn thiện hồ sơ để khởi công trong thời gian sớm nhất, nhằm nhanh chóng phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư của nhà nước. Đoàn công tác của Cục Quản lý Y Dược Cổ truyền Bộ Y tế vừa có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Mù Căng Chải về nghiên cứu khảo sát trồng các loại cây dược liệu trên địa bàn huyện. Qua nghiên cứu khảo sát, đoàn công tác nhận định khí hậu thời tiết của Mù Căng Chải rất phù hợp với việc trồng các loại cây dược liệu, trong đó chủ yếu là tại các điểm Tà Cua Y, xã Chế Cu Nha, đèo Khâu Phạ của xã Cao Phạ và dự kiến sẽ trồng 50 hectare cây dược liệu. Hiện nay Bộ Y tế đã cấp phép trên 100 loại cây dược liệu để trồng trong cả nước, trong đó có Mù Căng Chải. Tại buổi làm việc, huyện Mù Căng Chải đề nghị các cơ quan chuyên môn cần phối hợp chặt chẽ với đoàn công tác để tiếp tục đi khảo sát địa điểm, mở rộng diện tích trồng cây dược liệu trên địa bàn huyện để khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh, đồng thời tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương. Hiện nay huyện Mù Căng Chải có gần 5.000 hectare sơn tra, trên 2.100 hectare thảo quả, còn lại là atiso và sâm. Hiện nay các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn đang tích cực thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc triển khai dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ điện tử không dừng khi tham gia giao thông qua các trạm thu phí kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2022 tới đây. Đến nay cả nước đã có 113 trạm thu phí đưa vào vận hành hệ thống thu phí đường bộ điện tử không dừng. Hệ thống này giúp bảo đảm tính đồng bộ kết nối, phương tiện chỉ cần dán một thẻ đầu cuối là có thể qua tất cả trạm thu phí trên toàn quốc. Việc nạp tiền, trả tiền được thực hiện đơn giản với nhiều hình thức như sử dụng ví điện tử, kết nối liên ngân hàng, giúp chủ phương tiện chủ động trong việc nộp tiền, quản lý tài khoản. Chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan ngành dọc trung ương đóng trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát thực hiện việc dán thẻ định danh đối với toàn bộ phương tiện xe ô tô thuộc phạm vi quản lý của cơ quan đơn vị địa phương để sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ điện tử không dừng là một trong số nhiều giải pháp quyết liệt góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông và minh bạch hoạt động thu phí giao thông đường bộ. Theo ghi nhận, đã có hàng trăm chủ phương tiện ô tô dán thẻ định danh tại các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh. Để hoàn thành mục tiêu năm 2022 đón 360.000 lượt khách du lịch, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 150 tỷ đồng. Ngay từ đầu năm, huyện Văn Yên đã đề ra nhiều giải pháp thích ứng an toàn với dịch bệnh COVID-19, từng bước tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, kích cầu du lịch tăng trưởng bền vững. Trên địa bàn huyện Văn Yên hiện có 24 di tích, trong đó 22 di tích cấp tỉnh và 2 di tích cấp quốc gia là đền Đông Cuông và đền Nhược Sơn, 27 cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực du lịch. Năm 2022, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực du lịch cũng bị tác động nghiêm trọng. Vì vậy, để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, huyện Văn Yên đã tập trung đẩy mạnh truyền thông quảng bá du lịch, phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch bền vững, du lịch an toàn, gắn với thiên nhiên và bảo vệ sức khỏe. Nhờ đó, trong quý 1 năm 2022, huyện Văn Yên đón gần 130.000 lượt du khách, đạt 36% kế hoạch năm,
doanh thu từ du lịch đạt 58 tỷ đồng và phấn đấu hết năm 2022 có trên 360.000 lượt khách, doanh thu đạt 150 tỷ đồng. Thưa quý vị, trong sản xuất, nông nghiệp, nguồn nước tưới tiêu đóng vai trò hết sức quan trọng, tác động trực tiếp tới sự sinh trưởng và phát triển, cũng như năng suất, sản lượng của cây trồng. Do đó, để bảo đảm có đủ nguồn nước phục vụ cho sản xuất, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các xã thị trấn, tập trung đầu tư nâng cấp và sửa chữa hệ thống thủy lợi, chú trọng việc tích trữ nguồn nước và có kế hoạch cấp nước cho sản xuất, ghi nhận của phóng viên chương trình tại huyện Trấn Yên. Việt Thành là vùng trồng dâu nuôi tằm lớn nhất của tỉnh Yên Bái và cũng là địa phương phát triển mạnh trồng lúa ngô cùng các loại rau màu. Do đó, hệ thống thủy lợi đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp của bà con. Với gần 20 km kênh mương nội đồng phục vụ tưới tiêu cho trên 40 hectare lúa, trên 200 hectare dâu cùng hoa màu các loại, xã đã phối hợp chặt chẽ với công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú chủ động duy tu bảo dưỡng và nạo vét các đoạn kênh mương dẫn nước xuống đồng. Mới đây nhất, đoạn kênh dẫn nước dài gần 800 mét tại thôn Lan Đình đã được sửa chữa, nâng cấp hoàn thành đưa vào sử dụng, đảm bảo cấp đủ nước gieo cấy cho nhân dân theo đúng khung lịch thời vụ. Khi vào mùa vụ thì tôi cùng với trưởng thôn cũng như các hộ dân là kết hợp với nhau lên một cái lịch danh sách những hộ nào cần dùng nước thì sẽ có ý kiến với trưởng thôn và trưởng thôn sẽ thông báo ở trên loa phát thanh thì chúng tôi sẽ ấn định ngày bơm nước và khi đó thì tất cả mọi người cùng lấy nước với nhau. Sau khi bơm nước có thể là cái lưu lượng nó đã đảm bảo cho bà con để cấy hái, để mà canh tác, để mà sản xuất thì lúc đó chúng tôi lại cho dừng bơm nước và lại tiếp tục đợt bơm tiếp theo. Là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao từ năm 2021, Việt Thành đã xây dựng được vùng cây trồng chủ lực của địa phương, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung như vùng trồng dâu, vùng trồng quế. Do đó, quan tâm nâng cấp hệ thống thủy lợi là yếu tố tiên quyết để bà con phát triển sản xuất nông nghiệp hiệu quả, bền vững. Năm 2021, năng suất lúa của bà con đạt trên 58,1 ha, năng suất kén tằm đạt gần 400 tấn, đưa thu nhập bình quân đầu người của xã Việt Thành đạt 54 triệu đồng. Đối với xã Việt Thành thì cũng làm tốt cái công tác phối hợp với công ty Tân Phú trong cái việc quản lý và nạo vét kênh mương, hệ thống trạm bơm điện để đảm bảo nước tưới cho sản xuất. Thì đối với ngay trong vụ đông xuân này, ngay từ đầu vụ thì công ty Tân Phú cũng làm tốt cái công tác cung ứng nước cho sản xuất. Và Việt Thành thì gieo cấy là trên 40 ha diện tích lúa. Thì hiện nay thì lúa đang trong thời kỳ là trổ đồng và đảm bảo nước tưới tiêu. Và dự kiến là phấn đấu năng suất là đạt 53 tạ trên ha. Là đơn vị phụ trách việc tưới tiêu diện tích nông nghiệp cho huyện Trấn Yên, thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình, công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú hiện đang quản lý gần 800 công trình thủy lợi với 21 trạm bơm. Riêng huyện Trấn Yên, công ty đảm nhiệm nước tưới cho trên 2.000 ha diện tích lúa thuộc 21 xã thị trấn. Hiện nay công ty đang quản lý gần 300 công trình thủy lợi trên địa bàn huyện. Để đảm bảo nước phục vụ cho sản xuất ở các địa phương, công ty đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Ngoài ra, công ty còn trực tiếp cử người xuống các địa phương kiểm tra, nắm bắt diện tích đất sản xuất có khả năng thiếu nước để xây dựng các phương án cụ thể, lên lịch điều tiết nước chi tiết cho các vùng, tránh lãng phí nước tưới tiêu trong quá trình làm đất, gieo cấy lúa của bà con nông dân. Ngay từ đầu vụ, công ty đã chủ động kiểm tra, nạo vét phát dọn vệ sinh công trình, hệ thống kênh mương, căn cứ vào cái dự báo khí tượng thủy văn, công ty đã xây dựng những cái kế hoạch phòng chống khắc phục thiên tai và thứ hai nữa là phòng chống hạn. Và trong cái phương án đấy thì có cả cái phương án là ứng phó với những cái tình huống thiên tai khẩn cấp. Thì đến giờ phút này thì công ty đã đảm bảo 100% cái diện tích được tưới tiêu cấp nước đầy đủ. Vụ xuân năm 2021, huyện Trấn Yên gieo cấy trên 2.300 ha lúa. Để bảo đảm nguồn nước phục vụ cho sản xuất, ngay khi kết thúc vụ mùa, Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo ngành chức năng các địa phương tập trung tích nước vào hồ chứa, sử dụng nước tiết kiệm, có kế hoạch giữ nước hiệu quả tại các công trình thủy lợi trên địa bàn. Bên cạnh các giải pháp khắc phục sửa chữa hệ thống thủy lợi, huyện Trấn Yên cũng đã xây dựng phương án phòng chống hạn, thực hiện biện pháp tưới tiêu khoa học, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nhằm hoàn thành các lợi kế hoạch mùa vụ đã đề ra. Thưa quý vị, nâng cao thu nhập cho người dân là một trong những tiêu chí quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Để thực hiện điều này, việc xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả cho năng suất và giá trị cao là yếu tố tiên quyết.
Thời gian qua, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội để xây dựng nhiều mô hình kinh tế tiêu biểu từ tiềm năng thế mạnh của địa phương. Qua đó góp phần cùng chính quyền hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, tiến tới nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Văn Chấn. Được vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn, gia đình chị Sa Thùy Dung ở thôn Đồng Sạt, xã Đồng Khê đã đầu tư trồng chè với diện tích 4 hectare. Mỗi năm thu hái khoảng 20 tấn chè búp tươi đã mang lại nguồn thu gần 100 triệu đồng cho gia đình. Từ nguồn thu này, chị lại có thêm vốn xoay vòng để chăn nuôi lợn, gà và trồng cây ăn quả, vừa giúp gia đình cải thiện cuộc sống vừa nâng cao thu nhập. Từ đó giúp gia đình chị cùng các hộ trong xã có kinh phí để tham gia đóng góp trong quá trình xây dựng nông thôn mới của địa phương. Vay được cái nguồn vốn này của chính sách ấy, thì chúng tôi cảm thấy là giúp đỡ được chúng tôi bớt khó khăn này, có tiền để quay vòng, ví dụ như là đầu tư vào vườn chè, phân do là nhà nào chưa có đất thì người ta mua đất trồng chè. Như nhà tôi có đất rồi thì tôi hàng năm tôi sẽ trồng thêm. Là địa phương hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới từ năm 2020, hiện nay xã Đồng Khê đang tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao. Do đó, chính quyền xã đang khuyến khích bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập. Đến thời điểm hiện tại, hơn 150 hộ hội viên nông dân của xã được vay vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn với dư nợ trên 5 tỷ đồng để xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả như trồng chè, trồng rừng, trồng cây ăn quả, chăn nuôi đại gia súc theo hướng hàng hóa. Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 của xã là 33 triệu đồng. Năm 2022, xã phấn đấu nâng lên 36 triệu đồng. Nguồn vốn tín dụng chính sách này là đến với bà con. Trước hết là cũng tạo việc làm cho bà con. Thứ hai là bà con tiếp cận được nguồn vốn này thì cũng làm kinh tế hộ gia đình. Bởi vì là nguồn vốn này là ưu đãi cho những hộ dân tộc, những hộ nghèo đấy, trong xã. Từ đầu năm đến nay, thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn, các tổ chức chính trị xã hội, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn đã cho gần 1.100 khách hàng vay vốn với doanh số cho vay 64 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, người dân trên địa bàn huyện đã áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt, phát triển các nghề truyền thống đem lại hiệu quả kinh tế cao, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Đặc biệt, mới đây khi Chính phủ ban hành nghị quyết số 11 về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Ngân hàng Chính sách Xã hội được giao triển khai một số chương trình tín dụng ưu đãi cho các nhóm đối tượng, như cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị định 61 và Nghị định 74, cho vay để mua hoặc thuê nhà ở xã hội, xây dựng và cải tạo, sửa chữa nhà ở, cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mua máy tính, thiết bị học tập, phục vụ học trực tuyến, cho vay các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động, tiếp tục triển khai cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo chỉ đạo của Chính phủ. Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn đã nhanh chóng triển khai nghị quyết đến người dân, tiến hành rà soát, thống kê nhu cầu vay vốn của các hộ theo tiêu chí của chương trình. Sau khi có nghị quyết 11 được triển khai thì cũng báo cáo trưởng ban đại diện để có văn bản chỉ đạo các xã, yêu cầu tất cả các trưởng thôn vào cuộc để rà soát những đối tượng có nhu cầu vay vốn. Thì qua kết quả rà soát thì đối với cái chương trình giải quyết việc làm ấy thì có nhu cầu là có tổng hợp nhu cầu lên thì nó khoảng 13 tỷ nhu cầu giải quyết làm, và hơn 3 tỷ đối với gần hơn 300 hộ có học sinh viên có nhu cầu vay vốn cái chương trình mua thiết bị học tập trực tuyến. Tự chủ hai cũng có hai chương trình đấy. Còn nhà ở xã hội thì Văn Chấn thì cũng năm nay cũng đề nghị là 500 triệu để cho vay. Tất cả các xã cũng triển khai các chương trình này rất là kịp thời, cũng có đầy đủ có những danh sách để phục vụ cho vay, có nguồn vốn được giao về. Với vai trò được giao, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân trong phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng cuộc sống, đưa nguồn vốn tín dụng chính sách thực sự là một kênh chủ lực góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.